Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái đồng Nhi hát ho cực rõ lời, ca khúc của mẹ, bắt beat không trật nhịp nào. Đông Nhi chắc chắn sẽ rất thích thú khi thưởng thức bản cover này từ con gái cưng. Mới đây trên kênh TikTok được lập riêng để đăng tải những khoảnh khắc đời thường của con gái Đông Nhi là bé Winnie đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh cô bé bà bè hát ca bài hát mới mang tên Người ôm phá hoa của mẹ Đông Nhi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể trong clip, bé Winnie xuất hiện với giao diện đáng yêu hết nấc khi mái tóc ngày một sung dài và khuôn miệng luôn nở nụ cười tươi. Con gái Đông Nhi khiến nhiều người không khỏi thích thú khi tay mân mê chiếc điện thoại, chăm chú thưởng thức MV Người ôm phá hoa của mẹ. Đặc biệt, cô bé khiến fan Đông Nhi vô cùng bất ngờ khi miệng không ngừng lẩm bẩm ca từ của bài hát này. Thậm chí ở câu hát, đoạn kết còn ta, bé Winnie khiến ai cũng thích thú khi phát âm vô cùng rõ lời với chất giọng không thể nào đáng yêu hơn. Có thể thấy, cô bé càng lớn lại càng lanh lợi và có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Nhất là ca hát Trở lại với người ôm phá hoa Sau khi ca khúc này được Đông Nhi cho ra mắt Đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía khán giả Khi sử dụng lại sample của những ca khúc đình đám trước kia Chiếc bài hát lần này trở nên mới mẻ Nhưng cũng đầy hoài niệm Ca khúc này cũng là sản phẩm đầu tiên Đánh dấu của bắt tay giữa Đông Nhi Cùng nhóm Bruiser trẻ DTAP không chỉ được đón nhận nhiệt tình trên các nền tảng số và âm nhạc của người ôm pháo hoa cũng nhanh chóng trở thành một trào lưu biến hình được đông đảo người dùng hưởng ứng được xem là sản phẩm khởi động cho dự án trong năm 2023. Đặc biệt hơn, đây cũng chính là thời điểm kỷ niệm chặng đường 15 năm hoạt động của Đông Nhi. Thế nên, đông đảo fan của nữ ca sĩ đã ra sức cày view hết mình trên MV này. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn trình làng, MV Người ôm phá hoa liên tục mang về những thành tích ấn tượng cũng như xuất hiện trong top trending của YouTube. Đừng quên theo dõi tin mới nhất để cập nhật những thông tin mới nhất. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo